Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Mr. Thắng đây. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khởi động cái tập đầu tiên của cái series GTA San Andreas. Và cái bữa trước á, mình nói hỏi các bạn là có chơi có muốn mình chơi cái GTA Vice City mà phiên bản zombie không. Nhưng mà cái bản đó nó hư rồi, cho nên chúng ta không có chơi được. Tức là mình chơi không có được á, chơi nó bị ọc ra hoài à, cho nên không có quay cái phiên bản đó. Cho nên là chúng ta sẽ chơi sang cái GTA San Andreas. Đó, như chúng ta thấy ở đây thì nhiệm vụ đầu tiên là nó kêu mình lấy xe đạp. Ok, lấy xe đạp luôn. Mới sáng sớm bắt mình đạp xe đạp rồi. Cái anh này, anh da đen này tên gì? Ồ, CJ hả? Ồ, tên của mình là CJ. Tên đẹp vãi. Cho nên là mình what the fuck. Cho nên là mình đang tìm cách để chơi ổn cái phần GTA mà Vice City mà mod zombie đó các bạn. Để cho nó chơi được thì mình sẽ quay, còn nếu không thì chúng ta sẽ chơi cái phiên bản này. Rồi, chúng ta sẽ tới cái hình chữ CJ trên bản đồ đó các bạn. Quá ngon, quá ngon. Mấy cái thằng đó rất là nguy hiểm các bạn, mấy thằng đó đó, mấy thằng đứng trên cầu á, nó là kẻ thù không đội trời chung của mình đó. At least it was before I fucked everything up. Hình như thanh niên CJ của chúng ta mới ra tù, cho nên là chỉ có chiếc xe đạp thôi, không có cái gì hết trơn. Big Smoke. You wanna drive? Yeah, đó là biệt danh thôi. Nice car, Smoke. Biệt danh của cái ông đó đó, thằng ngồi cái mình áo xanh đó. Sweet and Ken. Oh shit. Nó sẽ bắt chúng ta đua xe đạp các bạn ơi. Mình rất thích đi xe đạp. Yeah. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. How I get so bad? I thought this was family's turf. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Đạp ngang hàng với nó đi. Đừng có bỏ tao nghe mày. Chạy giờ. Ê. Oh fuck. Tụi nó chi sát rồi kìa. Đồ đúng là băng đảng mà. Cuộc sống băng đảng là phải như thế chứ. Phải có chi sát, rượt bắn nhau mới vui. Cái khúc này mấy năm trước mình có chơi rồi, cho nên là cũng còn nhớ nhớ cái đường. Giờ trên lại cho các bạn xem. Keep up, motherfucker. Ô, nó chửi mình kìa. Rồi mình sẽ đi theo cái thằng mũi tên màu xanh đó. Just a liability, CJ. Tên của mình là Why CJ. You coming back? Straight back into the game, right, dog? Wasn't this bad before you left? Chả quá. Boy, East Coast got you all thinned out, home. Nói gì mày? Đi kìa. Chánh đường cho mấy thanh niên đạp xe đạp đi coi. Chúng tôi đang bảo vệ môi trường đó nha, chứ không có giỡn đâu à. Đạp xe đạp là bảo vệ môi trường, bảo vệ cái hành tinh của chúng ta. Kìa kìa. Áo tím chết cha. Lụm súng của mày luôn. Ồ. Mấy thanh niên áo tím này đi ngoài đường mà cầm súng không à. Ghê quá. Come on, CJ. You hey. Can't keep up with the fat man. Move it, CJ. You embarrassing us, nigga. Chúng ta chạy nhanh bằng cách nhấp liên tục cái nút chạy các bạn, nút W á. Nếu chúng ta nhấn dính cái nút luôn thì nó sẽ chạy bình thường như thế này nè. Còn nếu như các bạn muốn chạy nhanh thì nhấp liên tục luôn. Đó. Nhấp liên tục cái nút W nó sẽ chạy như thế này. Đâu? Mày vô, mày nhớ mày vô địa phận của tao đó nha. Dạy. Bọn khốn kiếp. Yeah. Chúng ta đã về nhất. I
got with them motherfuckers though. Sold them niggas who's gangster. Ride a nigga. So này nó nói chuyện giang hồ quá bạn ơi, sure. Chửi mình mới đâu phất cơ không? Có ngày món đâu phất cơ này, món đâu cơ nọ. Ah man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. Được. Như các bạn thấy thì cái khu nhà của chúng ta nè. Đó, khu này là khu chúng ta sẽ được an toàn. Trong đây toàn là băng nhóm của chúng ta không à. Nhà của mình. To save the game, pick up this kid icon. Cái đĩa mềm. Chúng ta bước vào nó sẽ sell. Sell 1. Rồi. Wow. Phim chuyện gì ở đây đây? Đừng nói ba cái phim báo chí tầm bậy tầm bạ nha. Oh. Máy chụp ảnh. Wow. Thịt mèo đẹp quá vậy. Oh shit. Cái này là cái tủ tủ đồ. Cái đồ không biết anh này có đồ gì không nữa. Thôi đi ra luôn rồi. Để mình xuống dưới ra ngoài đường thôi. Mình lãnh cái nhiệm vụ tiếp theo thôi coi. Yeah, nhiệm vụ chữ R. Hello. Hello. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grocery families ain't. Yeah. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Nó bắt mình lái xe nữa. He popped his membrane years ago. The way I let that old fool in my head. Để mình chỉnh tắt nhạc mới được. Đây, tắt hết. Này là gì? Cái này chắc không sao đâu. Rồi. Yeah, I think I get cut up. Whatever. You got 5 minutes? I'll be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Why? My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back. Đây là cái tiệm cắt tóc. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Nó kêu mình vô cắt tóc mà. Thanks, homie. Here's the chair, CJ. Yeah. Your moms used to choose your style. Cắt kêu nào đây các bạn? Ủa? Nice to have you back, son. Mình bấm lỗ nút hay sao á? Make yourself comfortable, son. I can do all the modern styles too. Không có sự khác biệt. Your dad lỡ ở chơi luôn. Just like that. Cắt cho khó thôi. Say hi to your brother for me. Đù, anh á, anh đứng, anh cầm gì trên tay vậy? Như là điếu cỏ thì phải. Ồ, mấy anh này chơi hút cỏ không à? Kỳ quá đi. No respect for the hood. All clean and shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. Nó bắt mình rồi. Hết kêu mình đi hớt tóc, bây giờ nó kêu mình vào mua bánh pizza hay sao? Move it, motherfucker. Come on, man. Oh, đông quá nhỉ. Đông quá ha.
bàn trăm ghế ngồi có 10 ghế nha. Here's a blend of cheese and fat, sir. Ok. Here, next. 2 đồng. This pizza parlor's no pushover. Oh my god. Chúng ta vừa cướp cái tiệm thì thanh niên đó đã cầm một cái shotgun ra rồi của mình. Hãy lúa chưa? Hãy chưa, nó bán visa nhưng mà cũng không có dễ ăn hiếp cái đâu nha. Shotgun đó. Thục một phát là lên thương luôn á. Oh. Về 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 gấp kìa, băng đối thủ kìa, mấy thằng mắt dài kìa, phải không? Xe giống vậy, mạnh như người không phải. Rồi hoàn thành nhiệm vụ. Better drop by and see Sweet. He's been yapping on about that graffiti too. Later, homie. Kêu mình là homie. Nhà hip hop. Sell. Làm sao phải sell mới được. Nếu không là mắc sell chết. Rồi, chúng ta đã hoàn thành hai cái nhiệm vụ đầu tiên. Và video tới thứ này là kết thúc. Các bạn khi xem nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Bye các bạn.